Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, Tô Lâm bóp chặt gọng kim để phòng ngừa đảo chính, Nguyễn Phú Trọng la làng vì lộ bí mật. Kính thưa quý vị, Việt Nam đang xây dựng hình ảnh của một quốc gia có nền kinh tế cởi mở để thu hút các nhà đầu tư của nước ngoài. Tuy nhiên, vị tân chủ tịch nước Tô Lâm từng là một người đứng đầu của mấy đàn áp trong Bộ Công an, đang khiến hình ảnh Việt Nam trở nên nhem nhuốc hơn bao giờ hết. Điều đó cho thấy rõ chính sách an ninh trị, an ninh của chế độ luôn là ưu tiên hàng đầu của giới chốt bu cầm quyền, vượt trên mọi chính sách khác, kể cả là việc phát triển kinh tế. Trong một nhận định đăng trên trang web của Human Rights Watch, bà Ellen Payson, giám đốc châu Á tổ chức này, đã thẳng thắn gọi Tô Lâm là một nhà độc tài và cảnh báo các quốc gia dân chủ nên thận trọng với ông này. Bà Ellen Payson đã liệt kê một số thành tích vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà ông Tô Lâm đã chỉ đạo thực hiện trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Công an để chứng minh cho thân phận của mình, từ thảm họa môi trường Formosa, đại dịch Covid-19 và các điều luật dân chủ, những vụ đàn áp giới bất đồng chính kiến và đương nhiên là cả vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, vụ ăn thịt bò giáp vàng đầy tai tiếng khiến cho người Việt Nam đến nay vẫn cảm thấy rất ê chề. Để ngồi lên vị trí chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã phải chấp nhận rời bỏ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an theo đúng cái gọi là quy trình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có nghĩa rằng ông này dũ bỏ dù là bắt buộc bản chất của công an để điều hành nhà nước với tư cách là dân sự. Có thể nói, trong 20-30 năm trở lại đây, ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an tàn bạo nhất, gian xảo và thô thiển nhất so với những kẻ tiền nhiệm trước đó. Nói như vậy, không có nghĩa rằng những Bùi Thiện Ngộ, Lê Minh Hương, Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang, vân vân là không dân cả. Nhưng ngoài cái ác theo bản chất của mình, theo án hệ thống, thì đời sống của người dân sẽ trở nên khổ sở hơn. Thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay đang ngột ngạt hơn khi bị tác động thêm bởi cái ác cá nhân của Tô Lâm, mà ông Tô Lâm là một trường hợp điển hình cho cái ác này. Rất nhiều nhà phân tích chính trị đã chỉ ra rằng ông Tô Lâm có tham vọng trở thành một kẻ quyền lực tuyệt đối và vĩnh viễn trên đất nước 100 triệu dân, như Tập Cận Bình, Tàu và Putin của Nga, để đạt được quyền lực tuyệt đối. Ngoài việc gây ra tội ác với nhân dân, thì ông Tô Lâm này cũng đương nhiên tạo ra nhiều kẻ thù trong chính nội bộ của Đảng Cộng sản ông ta. Do vậy, nỗi sợ lớn nhất của Tô Lâm bây giờ chính là công cuộc đảo chính. Ngoài việc sắp xếp cho các thuộc hạ thăng tiến và những vị trí quan trọng, ông Tô Lâm đang ráo riết thực hiện những chính sách có tính chiến lược nhằm để bảo vệ tính mạng cũng như quyền lực tuyệt đối của mình hết sức tinh vi. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước thay thế cho ông Võ Văn Thưởng bị phế truất, thì ông Tô Lâm này đã thực hiện 2 sách lược cho là mang tính quyết định. Thứ nhất là sửa đổi luật cảnh vệ để vô hiệu hóa các đối thủ chính trị. Báo chí lề đảng đã loan tin hôm ngày 28 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua luật cảnh vệ để sửa đổi cho phép ông Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, tức là đàn em của Tô Lâm, được quyền áp dụng các biện pháp cảnh vệ trong các trường hợp đặc biệt nhằm để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Điều đáng chú ý rằng nội dung cụ thể của các biện pháp cảnh vệ được cho là chứa đựng những thông tin bí mật của nhà nước, nên luật cảnh vệ hiện hành và sửa đổi chỉ nêu tên biện pháp và nội dung cụ thể sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về những vấn đề này. Có thông tin cho rằng trước đó, tướng quân đội Nguyễn Quốc Duyệt đã đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm cụm từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào sau Bộ trưởng Bộ Công an, bởi lực lượng cảnh vệ bao gồm cả công an và quân đội, nhưng đã bị gạt ra việc loại quân đội ra khỏi quyết định chiến lược này, đồng thời áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với những trường hợp không thuộc đối tượng cảnh vệ. Trước khi sửa đổi, thực chất là một biện pháp để kiểm soát và vô hiệu hóa các đối thủ chính trị. Một nước cờ thành công của Tô Lâm và ông ta có thể loại bỏ bất cứ đối thủ nào một cách dễ dàng nếu cảm thấy quyền lực của mình có dấu hiệu bị đe dọa. Thứ hai là Tô Lâm cho gia tăng kiểm soát và siết chặt gọng kìm đối với dân chúng. Sau 8 năm làm Bộ trưởng Bộ Công an, dù gần như đã hoàn tất việc vô hiệu hóa mọi hội nhóm dân sự và giới bất đồng chính kiến bằng cách đẩy họ vào tù hoặc ép họ buộc phải đi ra nước ngoài để tị nạn chính trị,
Nhưng Tô Lâm thì vẫn chưa yên tâm để giữ vững chế độ một cách tuyệt đối, thì ông này cho ra mắt cái gọi là lực lượng an ninh trật tự cơ sở. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, lực lượng này gồm hàng trăm ngàn thành viên mới với nhiệm vụ làm tai mắt, mặt báo cho công an. Bên cạnh lực lượng AK-47 thường trực được biết đến với cái tên là dư luận viên trên trang mạng xã hội, lực lượng an ninh trật tự cơ sở sẽ phải chui vào từng xóm, ngõ ngách, từng khu phố, trường học, công xưởng, nơi làm việc, học tập, các quán xá, chợ búa, vân vân như côn đồ để nghe ngóng, rình mò mọi hành vi, soi mói từng suy nghĩ của người dân để xác định xem kẻ nào mang tư tưởng chống đối chế độ rồi đi báo công an. Nơi mà Tô Lâm đã chọn là Sài Gòn chứ không phải là Hà Nội để tham dự lễ ra mắt lực lượng nói trên, cho thấy ông này đặc biệt cảnh giác với người dân miền Nam. Ông cựu tướng công an được miêu tả là đã từng chứng kiến các màn trình diễn trấn áp gây rối an ninh trật tự công cộng, trấn áp đua xe, vân vân, với sự tham gia của đội quân đông đảo hơn 1.000 người trước cổng chính chợ Bến Thành. Báo chí lề đảng đã loan tin có đến 15.000 người chia thành gần 5.000 tổ, mỗi tổ 3 thành viên, mỗi thành viên phụ trách 900 nhân khẩu bằng việc khuyến khích người dân tham gia lực lượng. Lực lượng trang bị vũ khí như dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp chống đâm, găng tay, bắt đao. Lực lượng này được trả lương và hưởng chính sách đãi ngộ rất lớn. Tô Lâm thì đang đẩy Việt Nam đến gần hơn với sự hủy diệt. Chế độ cải cách ruộng đất với những cuộc đấu tố long trời lở đất của mấy chục năm về trước đang được tái dựng lại dưới thời của tên tướng công an sắc máu Tô Lâm này. Rồi đây sẽ là những cánh nhà nhà có người và mặc vụ, người nhà là mặc vụ, mọi thôn xóm đều có mặc vụ, không ai còn có thể tin ai được nữa. Mới chỉ một tháng cầm quyền nhưng Tô Lâm đã tạo ra một nỗi bất an không chỉ trong hệ thống chính trị mà còn cho toàn xã hội Việt Nam. Những người quả cảm dám lên tiếng dù là yếu ớt ở Việt Nam vốn thưa thớt trong mấy chục năm qua có lẽ sẽ hoàn toàn vắng bóng trong những năm tới đây. Lời cảnh báo của bà Ellen Paxton là những nhà hoạt động nhân quyền cho rằng hãy cảnh giác với Tô Lâm, tăng chủ tịch nước độc tài của Việt Nam có thể sẽ không mấy tác dụng đối với những nhà đầu tư của nước ngoài. Thế giới không chỉ đơn giản là mang xu hướng độc tài và dân chủ, nơi mà quyền lực và lợi ích kinh tế đã được minh chứng mang sức hút không thể nào cưỡng lại được, và Tô Lâm đang thực hiện động tác như vậy. Trong khi đó thì đối với Nguyễn Phú Trọng, vì không thể trực tiếp đến tham dự, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới hội nghị này một bài phát biểu dài để ra lệnh cho công an phải có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ bí mật nhà nước, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông. Trong đó, ông này chúc mừng công an tập trung các biện pháp phòng chống tham nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cấm nội gián của các thế lực thù địch, phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là các cơ quan trọng yếu cơ mặt. Các đòi hỏi như kể trên đã phải đưa ra sau một loạt những tiết lộ về những vụ thanh trừng lẫn nhau ở cấp cao trong hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam gây rúng động dư luận trong và ngoài nước trong mấy ngày trước đây. Chưa có tiền lệ như bây giờ, lại có những kẻ đang ngồi vào mấy cái ghế tứ trụ rồi, tức là gần chốt bô rồi, nhưng vẫn có thể bị đồng đảng đạp lộn nhào xuống đất. Không những thế mà không chỉ có vậy, tin tức thuộc loại bí mật tối mặt của chế độ mà chỉ có một nhóm nhỏ chốt bu của đảng mới được biết. Theo thông lệ, thiên hạ chỉ có được biết sau khi hệ thống thông tin tuyên truyền làm báo chính thức mà thôi. Như vậy là một vài Facebooker đã bóng gió loan báo rằng những ẩn dụ hoặc là những tiếng lóng mà mọi người đều hiểu rằng ám chỉ ai, ai và chuyện gì. Vài ngày trước khi Nguyễn Xuân Phúc bị hất văng khỏi ghế chủ tịch nước vào tháng Giêng năm 2023, vài ngày trước khi Võ Văn Thưởng bị cưa ghế chủ tịch nước vào tháng 3 năm nay, thiên hạ đã bình luận rôm rã trên các trang mạng xã hội và y như rằng đồn thì như lời. Chỉ hơn một tháng sau đó, trước khi ông chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xin thôi chức, vài ngày sau đó nữa thì thường trực bí thư Trung ương Đảng là bà Trương Thị Mai cũng xin thôi chức theo. Thế lực thù địch phản động đã đưa tin trước và nói nguyên nhân tại sao một cách rất rõ ràng như vậy đã khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam, mà cụ thể ở đây là người đứng đầu của ban Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, dù đang nằm trên giường bệnh thở những hơi thở thoi thóp nhưng vẫn lo sợ nay nấy về những sự việc của các thế lực đang trỗi dậy ở trong nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là thế lực phản động thù địch.
Và liên quan đến những sự việc này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.